Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Xin chào các bạn, rất vui được lại các bạn trong bài ngày hôm nay. Các bạn thân mến, để tiếp nối chủ đề luyện phát âm, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau học cách luyện phát âm những nguyên âm vocale trong tiếng Đức. Trong tiếng Đức, chúng ta có 5 nguyên âm gốc, đó là A, E, I, O, U. Ngoài ra, chúng ta còn có những umlaut, đó là A umlaut, E, O umlaut, Ö và U umlaut, Ü. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có những diphthong, đó là những nguyên âm kép. Có thể kể đến là E, I, A, I, E, U, A, U, A umlaut, U. Đối với nguyên âm, người ta phân biệt ra thành nguyên âm dài, lange Vokale, và nguyên âm ngắn, kurze Vokale. Việc phân biệt được nguyên âm ngắn và nguyên âm dài trong tiếng Đức rất là quan trọng, bởi vì nếu như mà các bạn nhầm lẫn thì sẽ có thể dẫn đến việc là người nghe sẽ hiểu sai ý của các bạn muốn nói hoặc là không hiểu mà ý của các bạn muốn nói gì. Mình sẽ chỉ cho các bạn hai ví dụ sau đây nhé. Mình có hai từ như sau. Thứ nhất là stehlen, stehlen và stehlen, stehlen. Các bạn thấy từ thứ nhất thì nguyên âm E được phát âm dài, còn từ thứ hai nguyên âm E được phát âm ngắn. Với từ thứ nhất stehlen chúng ta có nghĩa là ăn trộm, còn stehlen có nghĩa là đặt đứng một đồ vật nào đó. Một ví dụ tiếp theo. Từ thứ nhất, Zupa, Zupa. Từ thứ hai, Zupa, Zupa. Các bạn thấy ở từ thứ nhất, khi mà nguyên âm U được phát âm dài, thì chúng ta có một từ có nghĩa là tuyệt vời. Còn đối với từ thứ hai, khi nguyên âm U được phát âm ngắn, thì chúng ta có một từ với nghĩa khác hẳn, đó là súp, và cái loại thức ăn mà chúng ta thường hay ăn. Các bạn thấy ở đây là với những cái cặp từ này, chỉ với sự thay đổi nguyên âm ngắn và nguyên âm dài, chúng ta đã có được hai từ với nghĩa khác hẳn nhau. Cách chắc chắn nhất để xác định nguyên âm ngắn và nguyên âm dài đó là tra ở trong từ điển. Có một từ điển online miễn phí mà mình khuyên các bạn nên tham khảo, đó là de.thefreedictionary.com. Ở đây các bạn có thể nhập từ đó vào, và nếu như mà các bạn nhìn thấy ở một từ cái nguyên âm đó được gạch chân, thì các bạn có thể hiểu đó là nguyên âm dài và trọng âm của từ rơi vào nguyên âm đó. Ví dụ như Leben, Leben. Còn ở trường hợp dưới nguyên âm đó là một dấu chấm, thì các bạn có thể hiểu là nguyên âm đó là nguyên âm ngắn và trọng âm của từ rơi vào nguyên âm đó. Ví dụ như Alpha, Alpha. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có một số những đặc điểm để nhận biết, phân biệt được nguyên âm ngắn và nguyên âm dài. Các bạn hãy ghi nhớ những đặc điểm này để các bạn có thể xác định được nguyên âm ngắn và nguyên âm dài một cách dễ dàng hơn nhé. Một nguyên âm được phát âm dài khi mà trọng âm của từ rơi vào nguyên âm đó và theo sau nguyên âm đó chỉ có một phụ âm. Zum Beispiel Leben, Leben. Haben, haben. Trường hợp thứ hai, nguyên âm được phát âm dài khi mà nguyên âm đó được nhân đôi. Ví dụ như mehr, mehr. Gì, gì. Trường hợp tiếp theo, khi mà theo sau nguyên âm đó là chữ ha. Ở đây chúng ta gọi là denungshaar, tức là chữ ha để kéo dài nguyên âm. Ví dụ như zahlen, zahlen, zahne, zahne, gehen, gehen. Các bạn thấy ở đây là với denungshaar thì chữ ha chỉ có tác dụng kéo dài nguyên âm thôi, chứ nó không được phát âm. Chúng ta không đọc là gehen, gehen nữa, mà là gehen, gehen. Và cuối cùng đó là với sự kết hợp của hai nguyên âm i, e và trọng âm của từ rơi vào hai nguyên âm này,
Ví dụ như lieber, lieber, sieben, sieben. Còn một nguyên âm được phát âm ngắn khi mà theo sau nguyên âm đó là hai phụ âm hoặc nhiều hơn. Ví dụ như Klasse, Klasse, Futter, Futter. Còn bây giờ chúng ta hãy xem cách phát âm của những nguyên âm một cách cụ thể qua những ví dụ sau đây nhé. Và mình cũng sẽ chỉ cho các bạn những lỗi mà người học thường hay gặp phải. Trước tiên chúng ta hãy bắt đầu với nguyên âm A. Chúng ta có langes A, thường được viết như là A. Ví dụ như Vase, Vase, Sparen, Sparen, hoặc được viết là A, A, Saal, Saal, Haare, Haare, hoặc được viết là A, Ha. Ví dụ như Sahne, Sahne, Wahl, Wahl. Còn với Kosses A, nguyên âm A được phát âm ngắn thì chúng ta có cách viết duy nhất là A, Affe, Affe, Klasse, Klasse. Bên cạnh đó còn một trường hợp đặc biệt nữa mà mình nghĩ là các bạn sẽ không để ý đến nếu như mà các bạn không được hướng dẫn. Đó chính là đối với A, N, N hay là A, M, M oder A, N, G. Với sự kết hợp này, nguyên âm A nó sẽ được phát âm khác đi một chút. Các bạn hãy lắng nghe những ví dụ sau đây nhé. Come, come, schwamm, schwamm. Các bạn thấy ở đây A được phát âm lại là như là chữ Á ở trong tiếng Việt vậy đó. Come, schwamm, wann, wann, dann, dann, Vorhang, Vorhang. Bây giờ chúng ta hãy sang với nguyên âm E. Trước tiên chúng ta có langes E, thông thường sẽ được viết như là E. Ví dụ như Esel, Esel, Leben, Leben, hoặc được viết như là E, H, Sehen, Sehen, Gehen, Gehen, hoặc được viết như là E, E, Schnee, Schnee, Meer, Meer, See, See. Còn Kosses E có cách viết duy nhất là E. Hell, hell, Stella, Stella. Còn trường hợp nguyên âm E đứng ở vị trí ở trong từ mà trọng âm của từ không rơi vào nó thì khi này nó sẽ được phát âm schwach, lại bị phát âm yếu đi. Chúng ta sẽ phát âm đó là ơ, ơ. Trường hợp thứ nhất, chúng ta có nguyên âm E đứng ở cuối từ. Ví dụ như Sonne, Sonne, Katze, Katze, Tasche, Tasche. Trường hợp thứ hai, chúng ta có nguyên âm E đứng ở tiền tố không tách được là B, E. Chúng ta sẽ đọc là bekommen, bekommen, besuchen, besuchen. Ở đây chúng ta không đọc là bekommen hay là besuchen mà phải là bekommen, besuchen. Hoặc nguyên âm E còn xuất hiện ở âm G, E. Ví dụ như gekommen, gekommen, geschenk, geschenk, gegessen, gegessen. Ở đây các bạn thấy là chúng ta không đọc là gekommen mà là g, gekommen. Và nguyên âm E cũng có
có thể xuất hiện ở đuôi en. Ví dụ như machen, machen, kaufen, kaufen. Có thấy ở đây đuôi en chúng ta phát âm là en, en. Chúng ta không nói là machen hay là kaufen, ok, mà là machen, kaufen. Trong tiếng Đức, chắc chắn là các bạn sẽ gặp rất là nhiều từ có kết thúc bằng đuôi er. Có rất là nhiều bạn tinh ý đã hỏi mình cách phát âm của những cái từ có cái đuôi này. Ở đây chúng ta có thể hiểu như sau, đuôi er sẽ được phát âm như là schwaches a, có nghĩa là chữ a nhưng mà nó yếu hơn chữ a bình thường. Có thể hiểu là a, a. Ví dụ như lehrer, lehrer, Messer, Messer, Kinder, Kinder. Ngoài ra thì đuôi er còn xuất hiện ở một số những tiền tố không tách được, ví dụ như là verkaufen, verkaufen, verstehen, verstehen, zerstören, zerstören. Có thấy ở đây là ví dụ như ở tiền tố phở, chúng ta không đọc là verkaufen, không đọc là er, verkaufen, mà là phở, verkaufen. Ở đây với đuôi er thì chúng ta không phát âm chữ er, er sẽ là âm câm. Một trường hợp nữa cũng có cách phát âm tương tự, đó là như là schwaches a, đó là khi mà chữ er đứng ở cuối từ sau nguyên âm dài. Ví dụ như mir, mir, dir, dir, er, er. Có thể ở đây âm er không được phát âm. Ngoài ra cũng giống như ở trường hợp nguyên âm a với nguyên âm e, nếu như chúng ta có sự kết hợp a n n oder e m m thì khi này e sẽ được phát âm là e. Ví dụ như den, den, henna, henna, hemmen, hemmen. Bây giờ chúng ta hãy sang với nguyên âm i, langes i, i. Chúng ta có những cách viết như sau. Thứ nhất là với i, eagle, eagle, tiger, tiger. Cách viết thứ hai, i, e, lieber, lieber, lead, lead. Cách viết tiếp theo, i, ha, im, im, ihnen, ihnen. Cách viết tiếp theo, i, e, ha, ziehen, ziehen. Với kurzes i, i ngắn, chúng ta có cách viết duy nhất là i. Ví dụ như direct, direct, internet, internet, schiff, schiff. Chúng ta hãy sang với nguyên âm o, langes o, o. Chúng ta có cách viết thứ nhất là o, ofen, ofen, ton, ton. Cách viết thứ hai, o, ha, ona, ona, wohnen, wohnen. Cách viết tiếp theo, o, o, boat, boat, zoo, zoo. Với kurzes o, o ngắn, chúng ta có cách viết duy nhất là o. Ví dụ như post, post, tonner,
Tonne, Loch, Loch. Với langes U, U dài, chúng ta có cái viết thứ nhất là U. Gut, gut. Buch, buch. Cách viết thứ hai, U, H. Ua, ua. Schuhe, schuhe. Ruhig, ruhig. Với großes U, U ngắn, chúng ta có cách viết duy nhất là U. Fluss, fluss. Mutter, mutter. Chúng ta hãy sang với A umlaut, E. Ở đây nguyên âm này sẽ được phát âm dài khi mà nó được viết như là E, A umlaut. Ví dụ như Bär, Bär. Mädchen, Mädchen. Hoặc là E, H. Nähen, nähen. Đối với nguyên âm ngắn thì chúng ta có cách viết là E. Ví dụ như net, net. Hoặc là A umlaut. Ví dụ như Equipment, Equipment. Oder Schwämmer, Schwämmer. Đây là danh từ số nhiều của Schwamm. Đối với O umlaut, Ö. Đối với langes Ö, chúng ta có cách viết Ö. Schön, schön. Oder Ö, H. Löhne, löhne. Còn với nguyên âm ngắn, chúng ta có cách viết duy nhất là Ö. Ví dụ như Hölle, Hölle. Löschen, löschen. Löffel, löffel. Với U umlaut, Ü. Nguyên âm này được phát âm dài khi mà nó được viết bởi Ü. Ví dụ như Lüge, Lüge. Tür, Tür. Hoặc là được viết bởi Ü, H. Ví dụ như Bühne, Bühne. Fühlen, fühlen. Nguyên âm này được phát âm ngắn khi nó có cách viết là Ü. Ví dụ như Küssen, küssen. Fühlen, fühlen. Müssen, müssen. Hoặc có cách viết là Y. Ví dụ như Olympia, Olympia. Bây giờ chúng ta hãy sang với diphthonga, những nguyên âm kép. Với phát âm là Au, chúng ta có cách viết là A, U. Ví dụ như kaufen, kaufen. Laufen, laufen. Với phát âm là I, chúng ta có cách viết A, E. Ice, ice. Heiß, heiß. Oder E, I, H. Reihe, Reihe. Hoặc là A, I. Mais, Mais. Với phát âm là Oi, chúng ta có cách viết là E, U. Ví dụ như Euch, Euch. Hoặc cách viết là A umlaut, U. Mäuse, Mäuse. Häuser, Häuser. Còn một trường hợp đặc biệt nữa mà mình cũng muốn lưu ý với các bạn, đó là với chữ cái Y.
Chữ cái này thông thường chỉ xuất hiện ở trong những từ vay mượn từ tiếng nước ngoài và nó vừa có thể là nguyên âm, vừa có thể là phụ âm. Y sẽ được phát âm là U, ví dụ như physique, physique. Y cũng có thể được phát âm như là I, ví dụ như baby, baby. Oder city, city. Và Y cũng sẽ được phát âm như là một phụ âm yacht ở trong từ yacht, yacht. Đó là tất cả những kiến thức căn bản về việc phát âm những nguyên âm ở trong tiếng Đức. Hy vọng là với những kiến thức ngày hôm nay, các bạn sẽ có thể cải thiện được khả năng phát âm của mình. Để giúp cho các bạn có thể nhớ kiến thức lâu hơn và có thể áp dụng được kiến thức, thì các bạn hãy dành một chút thời gian làm bài tập nho nhỏ sau đây nhé. Đáp án cho phần bài tập này các bạn có thể tìm thấy ở đường link ở trong phần hộp thông tin mô tả ngay dưới video. Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ học cách phát âm những phụ âm ở trong tiếng Đức. Hy vọng là cũng sẽ được gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!